Lấy chồng chệt. Bài này Đức Thầy viết tại miền Đông năm 1946. Nam mô A Di Đà Phật. Cô ơi, nước Việt Nam thiếu gì trái trẻ mà vội đi lấy lẻ ba tàu của tiền quý bao là bao, đem tuổi 18 so vào 40, rồi nuôi tánh biến lười mê ngủ để ngày kia ô rô đau thương. Khi ba tàu sắp gối hồi hương, vàng bạc tóm bỏ cô thơ hờn, cô nhìn theo muôn vàng tiếc cơ hận cô vì chàng mà bận tiếc trinh. Cô tuổi thân cô lại bất bình, nhưng muộn quá tuổi xuân không trở lại. Trong tương lai cô đầy sợ hãi ơi, qua uối tàn người lại rẻ khinh. Cô tiếc rằng phải tuổi còn xinh, cô sẽ chọn người chồng Nam Việt. Ở trong hàng thanh niên thanh niết tuy nghèo hèn mà biết thấy chung yêu đương nhau đến phút cuối cùng, vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Ta là khách phương xa, ta ơi túc thấy sự đời vẻ khúc văn chương, thấy đời cô chìm đắm trong gió sương, than ít tiếng gọi hồn chung loài. Việt Nam, người Việt Nam mau trở